Alo, Này ba gọi Bi này. khóc à? Bi khóc à? Bi nhìn này Bi đang ba. buồn nhá. Bi ơi, gặp ba rồi Suka mà. với chị của nhà có thương con không? Bi. Bi nhà ngoan đấy à. Đợt này ba đang ở đảo, vừa rồi ba mất sóng. Mình nghe chưa? Ra đảo nên nó không có sóng điện thoại. Em Bi đừng giận ba nhé. Đi ngồi đấy chơi ngoài nha, chờ chị gấp quần áo xong nhé. Nào, có biết gấp không? Nào, Bi có biết gấp không? Đấy, Bi gấp cho chị đi. Bi gấp cho chị đi. Đang chơi à? Nào, Bi gấp quần áo cho chị nào. Ngồi chơi đi để chị gấp quần áo. Bi ngồi dậy chơi đi, chị gấp quần áo nhé. Bi ơi, không chơi nữa hả Bi? Ôi trời. Làm gì đấy? Nào, thích cái gì chị mở cho. Nào, Bi chơi gì ở trên đấy đấy? Bi nhờ, Bi muốn xem bố à? Chị mở bố nhé. Chị mở bố cho Bi xem nhé. Nào, Bi ngồi đây, chị mở bố cho Bi xem nhé. Bố Bi đi đấy. Đây, cầm xem đi. Bi không xem à? Chị bảo bố thôi mà. Bi với bố đang đọc chuyện này. Bi xem đi. Không thích à? Không thích mở video khác nhé. Xem đi. Chị mở video khác nhé. Bi làm gì á? Bi làm gì á? À, đi mua cà phê à? Bi ra đây ngồi xem ở ba nhé. Ngồi xem ba nhé. Này, ba với Bi này. Đi xem đi. Chị cầm ra xem nhé. Đi xem đi. Hôm ba à. Bi chạy đâu đấy? Này. Ai đấy? Bi chạy đâu đấy? Bi chạy đâu đấy? Chạy đâu ấy? Bi với ba làm gì đấy? Làm gì đấy? Uống nước à? Bi với ba uống nước lúc nào đây? Bố gọi Bi này, bố gọi Bi nhé, trả lời nhé. Bố gọi này, bố gọi này. Được nhớ ba nhiều đúng không? Bi nhớ ba nhiều lắm, ngày nào Bi cũng đi tìm ba. Ừ. Nhà Bi chịu ăn rồi. Ok, xem mặt Bi gọi nào. Nào, Bi nhìn ba này. Bi buồn à? Bi ơi. Hay mình chơi một mình. Bi muốn nhìn ba, Bi giận ba. Ba kìa, chào ba đấy. Nhớ ba thế mà ba gọi này. Bi ơi. Con ở nhà mình ngoan nhá, nghe lời mẹ nuôi nhá. Ba gọi kìa. Bi. Bi ơi. Bi. Bi ơi. Ba gọi Bi kìa, Bi ba gọi Bi kìa. Ngoan nhá, Bi đừng khóc. Bi đừng buồn nhá.
Mấy hôm nay để ba về nhá. Hả? Bi khóc á? Bi lại khóc. Thôi Bi. Bi ơi. Alo. Này ba gọi. Bi khóc à? Bi khóc à? Bi gì này ba? Bi buồn nhá. Anh chưa? Bi ở nhà với mẹ nuôi mình ngoan không chưa? Hả? Con nhớ phải ăn tiểu cơm nhá, phải ăn vào giúp mày khỏe nhá. Đó, ta sắp về rồi đó. Con nhá, đừng khóc. Nhớ nghe lời mẹ nhá. Thấy chưa? Chưa? Bi. Bi ơi, gặp ba rồi mà. Chú ca với chị ở nhà có thương con không? Bi. Hai chị đang chơi với con không? Hai chị lúc nào cũng chơi với Bi. Bi. Bi nhà ngoan đấy á. Đợt này ba đang ở đảo, vừa rồi ba mất sóng. Mình nghe chưa? Ra đảo nên là không có sóng điện thoại. Em Bi đừng giận ba nhá. À, không được giận ba nhá. Ba vừa mới vào đất liền hôm nay ấy, cho nên là mới có sóng mới gọi được cho Bi đây. Ngoan nghe lời chỉ nghe chưa? À, nghe thấy chưa? Ba bảo rồi đấy. Bi ở nhà ngoan nghe lời chị đấy. Con đừng buồn nhá, nghe chưa? Nhớ ba thì bữa nay có điện cho ba chú ba nhá. Đừng có buồn nhá. Mình phải ăn uống nhiều vào nghe chưa? Ừ. Giờ gọi điện cho ba xong đi ăn nhé. Nhớ nghe lời mẹ nuôi nhá. Đi nhá. Đi nhá. Bye bye. Nhá, bye bye ba đi, chào ba đi. Bye bye nào. Bye bye nhá. Bye bye nào. Bye bye. Đi nào. Bye bye nào. Bye bye, chào ba đi. Bye nhá. Bye nhá. Chúng ta lại gọi ba tiếp nha. Bye nhá. Đừng buồn nhá. Ba lên máy đây. Đi nhá. Ba lên máy đây. Đút miếng canh cho Bi nhé. Khát nước quá à. Ngon nào. Uống tiếp nhé. Uống cái nào. Uống nào. Uống nào. Tại vì chị đút cơm cho ăn nhé. Ăn miếng nữa nhé, miếng cuối nhé.
Mi ăn trứng không? Chị đút trứng cho Mi ăn nhé. Không ăn thì chị cắt nhé. Chị đẹp đi nhé. Chị lấy sữa bị uống. Đây, sữa của Bi đây. Này, em uống đi. Có ngon không? Ăn no rồi đi ngủ nhé. Ba sắp về rồi. Hết chưa? À, uống nốt đi, chị Nghiên uống nốt này. À, uống nốt đi. À, để chị cắt cho nha. Cho miệng cho Bi nha. Này, rửa tay này. Rồi, chị cắt khăn nhé. Rồi đấy, chào chị.